xin chào tất cả quý vị khán giả và bà con cô bác. Thì ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2023, tức là hiện nay là cái ngày mà Sen có nhận được cái này một cái showroom mới. Thì trong đó nhu cầu để mà phục vụ cho bà con, thì ở tại công ty 28 tên lửa của Sen, thì ở sát bên, sát cách đây có một bước thôi đó, một căn nhà thôi, thì để mà nhằm phục vụ đem đến những cái dòng sản phẩm thảo dược 8m để mà giúp cho bà con có được cái sản phẩm tốt để mà xài, giúp cho trong cái việc mà sức khỏe đau nhức cơ xương khớp. Thì bên cạnh đó là các dòng sản phẩm chủ lực của Sen là ta cao so bóp thảo dược 8m. Thì cái dòng sản phẩm này hoàn toàn bằng thảo dược để mà giúp cho bà con có cái dòng sản phẩm để sử dụng để mà thẩm thấu, hỗ trợ là những chứng đau nhức cơ xương khớp có vị đi điểm giãn kinh mạch, thần kinh tọa, đau vai gáy, tê bì chân tay, để mà hỗ trợ là những chứng đau cũng như là bị suy giãn kinh mạch và trực đảo bông gân xương vùng này, để các bạn có quý vị xài sử dụng cho nó an tâm hơn. Thì bên cạnh đó thì Sen có những thêm những cái dòng sản phẩm, đó là cái gì, dầu gội phủ bạc, là chúng ta không cần phải tốn tiền nhuộm, tốn tiền nhuộm là nhuộm thơm tóc, mà chỉ cần gội lên mất 8 phút là cái đầu của chúng ta nó sẽ trở thành màu đen, nó chảy chung. Thì bên cạnh đó thì cái dầu gội phủ bạc này của Sen làm đặc trưng, nó là hoàn toàn bằng thảo mộc, nó không có gây hại đến da đầu mà không tốn tiền đi da nhuộm bằng hóa chất, nó gây hại đến cái tóc, tổn thương cái tóc của mình. Thì bên cạnh đó cái nhân sâm này á, đặc trưng của nó là nó giúp cho cải thiện cái da đầu và tóc mình nó chắc nó khỏe nữa, thì rất là tốt. Rồi bên cạnh đó là cả nhà giờ mình trên màn ảnh thấy là cái hình sản phẩm dầu gội của bồ kết, dầu gội thảo mộc bồ kết, thì nó có bộ ba này, nó xài rất là hiệu quả. Từ bên cái bộ ba này á, nó có chai gội này, một chai ủ này, đó một chai là xịt mũi. Thì chai gội để giúp cho tóc mình á là nó đen, và giúp cho cái tóc mình nó khỏe trở lại, nó chống cái vấn đề là cái gì, chống là da gầu, rồi nó bị ngứa da đầu, rồi da gầu nó bắt đầu cải thiện lại dần dần. Rồi bên cạnh đó thì cái chai đó là chai gội, còn lại một cái chai ủ. Thì cái chai ủ xịt bưởi á, thì cả nhà thấy cái chai ủ trên màn hình, chai này để chi, sau khi gội rồi chúng ta dùng cái chai ủ này ủ lên tóc để cho tóc chúng ta nó mượt mà, nó không còn bị khô, nó không có bị rối đó. Thì nó giúp cho cải thiện cái tóc mình nó mỗi ngày nó săn chắc. Và cuối cùng sau khi mình gọi hai cái thành phần này rồi, giờ bắt đầu cả nhà nhìn thấy nó mang trên mình, đó là cái chai gì, đó là chai xịt bưởi. Sau khi mình dùng hai chai này là mình khô rồi, mình đi ra bên ngoài đó, thì bắt đầu mình xịt cái chai này lên đó, xịt chai này lên để chi, chai này nó nhiệm vụ đó hỗ trợ cho chống gãy gục à, chị em phụ nữ sau khi sinh là hoặc là tới thời kỳ kinh nguyệt hoặc là mãn kinh gì đó thì tóc gãy gục dữ lắm. Thì cho nên mình thử cái chai này, nó hỗ trợ để chống gãy gục và nó hỗ trợ lại thêm một tóc đó, trong những cái dòng sản phẩm của Sen, nó để mà đem được những cái sản phẩm mà tốt nhất đến cho bà con tiêu dùng. Đặc biệt lý do ngày hôm nay là Sen mở thêm cái sản phẩm này nó là như thế nào, tức là có nghĩa là hiện tại bây giờ Sen đang phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, để mà giúp cho những ai đau nhức cơ xương khớp đến chỗ Sen được phục vụ miễn phí về xoa bóp, hướng dẫn tập vật lý trị liệu kết hợp với lại dòng sản phẩm của Sen là chai cao xoa bóp thảo dược 8m, và cộng với lại cái thuốc bột đắp của Sen bằng thảo dược hoàn toàn để đắp cho bà con, cũng như là dùng thuốc hỗ trợ cho bà con miễn phí hoàn toàn, không tốn một xu nào hết. Từ ngày thứ hai cho tới thứ bảy, 8 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều, trừ ngày lễ và ngày chủ nhật Sen không có làm hoạt động nữa. Nhu cầu bà con mỗi ngày đến đây được rất là nhiều, cho nên là chính vì vậy cái chỗ mà Sen phục vụ cho bà con chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cũng như cho bà con đến để sử dụng sản phẩm trải nghiệm hoàn toàn là phi ở tại chỗ Sen, còn ai muốn mua ủng hộ thì mua đem về là tùy đó. Còn nếu ai mua từ xa nhớ không qua ba số điện thoại Sen để trên này để mua đúng hàng của Sen, đúng hàng trên mạng, để tránh mua cái hàng giả. Thì cho nên là buộc lòng Sen phải thuê thêm một cái showroom mặt bằng này để chi, để mà Sen để trưng bày sản phẩm mà còn ở trong chỗ cái vị trí cũ kế bên, vẫn tiếp tục là một trong những cái nơi phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con bằng cách là xoa bóp, massage, tập vật lý trị liệu không có dây ấn huyệt nha. Đó, Sen nói rõ tập vật lý trị liệu hỗ trợ cho bà con dùng sản phẩm của Sen cũng như là bột đắp của Sen thảo dược để hỗ trợ cho bà con hoàn toàn là phi. Cho nên là nhu cầu để mà phục vụ cho bà con mỗi ngày nó hơi nhiều đó, cho nên buộc lòng Sen phải thuê thêm một cái bàn đó để mà mở cái showroom sản phẩm trưng bày những cái dòng sản phẩm. Và đồng thời cả nhà nhớ lưu ý, sắp tới Sen có những cái dòng sản phẩm gì Sen xin
giữ bí mật trước, xe sẽ công bố sắp tới. Cả nhà nhớ ủng hộ Xoay thêm một cái dòng sản phẩm, chắc là mọi người sẽ rất là cần. Đây là phần tinh cũ, nó sẽ được đặt ở đây. Cả nhà có thể là bước qua bên chỗ cũ là 218 tên lửa. Thôi, Sang dắt cả nhà vô coi những cái dòng sản phẩm của Sang. Có đây là gì? Không lo về các bạn, dầu lộ của bạn xong thấp ép, nó bằng em xong hoàn toàn. Không phải là hàng Tàu, không phải hàng Tây, không phải hàng Âu, mà không biết cái xưởng nó nằm ở đâu. Nhưng riêng ở chỗ Sang, đó là hàng Việt Nam, có nhà máy sản xuất ở tại Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ, cả nhà yên tâm. Đó, đây là những cái dòng sản phẩm của Sang mà rất là đặc sắc. Còn bên cạnh đó là những cái dòng, đây là những cái dòng là những cái dòng dầu gội thảo mộc để hỗ trợ về cái vấn đề mà chúng ta mấy chị phụ nữ hay nam thì xài được hết. Cái này là quan con 100% mật khẩu được nha cả nhà. Rồi thì bên cạnh đó thì sẽ có gì đó, có những cái dòng sản phẩm cao sản phẩm của Sang đều có giấy chứng nhận ha, hàng của Sang đều có giấy chứng nhận hết trơn đó. Sản phẩm độc quyền ha, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ cao sản phẩm của Sang cả nhà biết rồi đó. Một cái hộp cao sản phẩm của Sang, cái chai cao sản phẩm của Sang để hỗ trợ giúp cho bà con những chứng đau nhức cơ xương khớp thoát vị địa điểm giảm tức mặt thần kinh bò đau vai gáy tê bì chân tay, và bên lại là cái dầu gội phủ mạc nhân sâm 8m chất lượng đó. Thì cho nên tất cả mọi người hãy em cố gắng là mua hàng của Sang thông qua những cái gì mà Sang nói rồi để lại trên tay, hoặc là đến mà mua hàng tích hợp hàng chất lượng cao để mà chúng ta không có mắc phải những cái mà hàng giả nha cả nhà. Tới đây là nó bằng thảo dược hoàn toàn 100%. Thì bên cạnh đó là cả nhà có cái dòng sản phẩm của Sang nó phải là dầu nóng nha. Khi xức vô là mình phải bắt buộc phải kết hợp, xịt vô là phải xô bóp cho chú mượn chai cao. Cho chú mượn chai cao nhanh lên. Mình phải dùng cái tay mình xô bóp nha. Rồi mới có cái mang cái tính được tăng cái hiệu quả chai cao của Sang này. Đó. Bằng thủy tinh, sơn nhám nha cả nhà. Đó. Rồi mình đã xịt vô trong này. Thì đây là cả nhà có thể nhìn nè. Đó. Nó rất là thơm đó. Rồi chúng ta kết hợp với loại xô bóp massage mỗi ngày từ 3, 2, 3, 4 lần cho một ngày nếu ai bị hành hạ. Thì rồi có những cái thành phần là cái gì ha, mình liên quế đại hồi hồng hoa sinh thất ha, lá ớt thiết kiệt và nải cú sinh khương. Đó là những cái dòng sản phẩm chủ lực của Sang để mà hình thành lên những cái chai cao xô bóp này, để mang đến cái sự thoải mái im dịu đến cho tất cả mọi người khi sử dụng. Vì đây là một trong những cái dòng sản phẩm, lý do làm sao mà chúng ta phải nên mua cái chai cao su bóp này, đó là làm nặng quá nó cũng đau, ngủ đêm sáng ngày bị gây tê bì nó cũng đau ha. Rồi chúng ta đi nhanh quá cũng dẫn tới đau, ăn uống không điều hòa dẫn tới đau, đau mọi lúc mọi nơi. Thì cao su bóp đó là gì? Xô dịu mọi nỗi đau ở tất cả mọi người. Đây là một dòng sản phẩm Sang rất là tâm đắc để mà cho bà con để ở nhà để sử dụng, kể cả vôi thôi hóa bị tắc nghẽn khớp bị đi điện giảm tinh mạch tết tinh bọ đau vai gáy tê bì chân tay hoặc là bị sưng phù nề ha. Rồi bên cạnh đó là gì, bị chỉnh não một lần dùng cái chai này kho đều vô cấp hợp với massage mỗi ngày từ 2-3 lần. Cái gì cũng vậy, chúng ta xài phải là duy trì, chúng ta xài không phải là xịt vô được đó, chúng ta không bao giờ phải đi ha. Khi mà dòng sản phẩm này xịt vô, nó phải là dầu nóng mà xịt vô là nó mát. Dầu nóng thì xịt vô là nóng liền, nó gây cái ảo giác để cho mình quên đi cái đau. Nhưng thực chất nó không giải quyết được bên trong, còn cái này nó thẩm thấu vô bên trong, nó giải quyết bên trong. Tạo lên sự xung động lên hệ thần kinh, từ đó nó khai thông khí huyết và đẩy lùi những ổ viêm nhiễm, những cái chỗ tắc nghẽn dẫn tới những cơn đau. Nó, tính năng của nó là vậy. Cho nên khi xịt vô, cả nhà không bao giờ mà thấy nó nóng. À, nhiều người xài quen cái dầu nóng rồi, hỏi ủa tại sao nó không có nóng, mà tại sao cái này nó lạnh. Đúng, nguyên lý của nó là xịt vô là lạnh, sau trong vòng là 10 giây là nó sẽ bắt đầu nó nóng từ bên trong, nó nóng ra cái dạng 2 giờ đồng hồ, mà cái nóng của nó rất riêng dễ chịu đó. Cả nhà mua hàng của Sang nhớ là coi những cái video và thông tin ở trên màn hình để cả nhà mua đúng số sản phẩm. Bây giờ mình quay trở về cho chỗ cái sơ đồ của Sang rất là vui gì vợ bà con xài có cái sự hiệu quả, có sự tích cực đó trong cuộc sống hàng ngày được cải thiện. Sang rất là vui mừng
và vui mừng vì cái dòng sản phẩm nó đã giúp ích, nó có giá trị thiết thực đến cho người tiêu dùng. Thì bên cạnh đó, Sen thay mặt cho người nghèo cảm ơn tất cả quý vị khách hàng của Sen luôn tin tưởng việc sử dụng sản phẩm của Sen trong suốt một thời gian dài qua. Vì sao Sen phải cảm ơn? Lời đầu tiên là Sen luôn cảm ơn và chân quý những ai đã thương và tin tưởng sản phẩm của Sen để cho Sen có cơ hội phục vụ đến cho quý vị khách hàng. Đó là lời cảm ơn của Sen gửi đến cho tất cả mọi người. Và bên cạnh đó, Sen không quên cảm ơn tất cả quý vị khách hàng là vì sản phẩm của quý vị, sản phẩm của Sen gửi đến cho quý vị mua sử dụng cải thiện được cái sức khỏe. Mà bên cạnh đó, đồng lời trên những cái dòng sản phẩm của Sen, Sen đem cái dùng cái tiền đó để chia sẻ đến cho tất cả những ai cũng duyên may mắn để Sen giúp đỡ được trên vận hành trên chiếc xe cộng đồng, đưa bà con bệnh nhân nghèo về khắp mọi vùng miền cũng như là may mắn tỉnh liệt. Rồi bên cạnh đó trực giác sát cứu nạn cứu hộ hỗ trợ các vấn đề mà hoàn cảnh khó khăn để mà xây nhà xây cửa. Thì Sen cảm ơn tất cả khách hàng rất là nhiều vì mọi người mua một chai của Sen là mọi người đặt trực lý đem cho Sen cái động tiền lời để mà Sen đi giúp được thì cuộc sống này Sen nó thấy rất là ý nghĩa, rất ý nghĩa vô cùng. Cho nên là Sen luôn tri ân đến khách hàng. Và một điểm cuối cùng Sen không quên là cảm ơn, cảm ơn tất cả cô chú và chị em xa gần trong và ngoài nước luôn đồng hành và ủng hộ Sen, ủng hộ về mặt tinh thần, ủng hộ coi những cái video của Sen để mà tương tác chia sẻ thông điệp yêu thương đến cho mọi người để mà giúp cho Sen lan tỏa được những cái câu chuyện. Đôi lúc trong cái việc làm mà nó mà anh nhiều người hỏi là mình không làm từ thiện phải quay lên khoe khoang để làm gì, không phải các bạn, không phải là chúng tôi khoe khoang, nhưng mà chúng tôi để muốn lan tỏa cái sự yêu thương đó đi khắp muôn nơi để cho chúng ta nhìn thấy được Việt Nam mình đâu đó còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Cho nên là dùng cái hình ảnh đó chúng ta lan tỏa để cho mọi người sống chậm lại, để cho mọi người có được cái sự yêu thương hòa đồng đùm bọc trong cái cuộc sống này. Ít nhất tối thiểu chúng ta không giúp được cho người ngoài mà chúng ta cũng giúp được cho người thân, bằng cách là chúng ta bỏ đi bớt những cái tham sân hận và để mà chúng ta lan tỏa yêu thương những người thân trong gia đình. Nếu chúng ta làm được cái một điều gì tốt đó, chúng ta tiếp tục lan tỏa yêu thương ra đến xã hội, thì điều đó cái xã hội một ngày nó đâu đâu cũng có được cái tiếng cười, đâu đâu cũng có được cái tình yêu thương, nó quá tuyệt vời, còn gì bằng. Có đúng không cả nhà? Nếu đúng cho Sen một like, nếu đúng cho Sen một lượt chia sẻ, nếu đúng hãy nhắc điện thoại lên mua sản phẩm ủng hộ Sen. Và Sen rất là tri ân tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì Sen buổi cúng này là tạm thời để mà nhận cái serum này, toàn thể đây cả nhà có thể nhận cái serum, nhận cái mặt bằng. Sau đó Sen phải có một thời gian để mà Sen sẽ có hết còn lại cái trong này lại rồi để mà chúng ta đưa vào hoạt động, thì bà con sẽ có được thêm một cái nơi để được phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con hoàn toàn miễn phí. Cả nhà đồng ý không nè? Hãy nhắc điện thoại lên, đâu còn chần chờ gì nữa, liên lạc gì những cái đầu số hôm nay của Sen cũng như những cái thông tin của mình Sen để mua được hàng chính hãng nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video và cảm ơn cả nhà đã bấm like, bấm chia sẻ ủng hộ Sen. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại. Bye bye.